Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Giao ban Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Hưng Yên lần đầu tiên tổ chức hội thao dành cho người khiếm thị. Huyện Kim Động triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Huyện Yên Mỹ quan tâm đầu tư cho các tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Một số hộ dân tại xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử có nguy cơ trắng tay vì bẫy lãi suất cao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chủ trì hội nghị giao ban với các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Hội nghị đã xem xét cho ý kiến về việc ban hành mức sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023, hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất, xử lý một số trường hợp cụ thể khi cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng quy định cụ thể về hạn mức đất ở, điều kiện tách thửa. Đây là vấn đề không chỉ tạo điều kiện cho nhân dân về đất ở mà còn giúp các địa phương tháo gỡ trong công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư để triển khai xây dựng các dự án trọng điểm. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý trong quá trình thực hiện phải đảm bảo quy định của pháp luật, việc tách thửa phải đủ điều kiện và phù hợp với điều kiện thực tế. Sở Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thiện dự thảo để Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư và các công trình trọng điểm. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Tài chính xem xét quy định hỗ trợ tiền thuê nhà cho người dân phù hợp với các địa phương khi bàn giao diện tích đất ở nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ đề ra. Hôm nay tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh, Hội Người mù tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thi Thể dục Thể thao dành cho người khiếm thị tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất năm 2024. Tới dự vận động viên hội thi có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Hội thi thu hút hơn 100 cán bộ hội viên, hội người mù của các huyện, thị xã, thành phố tham gia 4 nội dung thi đấu: bóng đá, nhảy bao bố, kéo co và đập lưu đất. Ở các phần thi, các vận động viên đã nỗ lực tích cực tham gia thi đấu với tinh thần lạc quan, phấn khởi. Trong các phần thi, ban tổ chức bố trí sự hỗ trợ của các tình nguyện viên với các vận động viên, tạo nên sự gắn kết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Hội thi thể dục thể thao dành cho người khiếm thị tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất năm 2024 là dịp để người khiếm thị hòa nhập cộng đồng, xã hội, là cơ hội để những người khiếm thị có dịp giao lưu, học hỏi, thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa những người cùng cảnh ngộ. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho các vận động viên có thành tích xuất sắc. Chiều nay tại Sở Công Thương diễn ra hội nghị ký 6 ước thi đua năm 2024 giữa các đơn vị khối kinh tế kỹ thuật chuyên ngành của tỉnh Hưng Yên. Tới dự có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Khối thi đua kinh tế kỹ thuật chuyên ngành gồm 8 đơn vị: Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông xây dựng, Ban Quản lý khu Đại học Phố Hiến. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam nhấn mạnh, khối thi đua kinh tế kỹ thuật chuyên ngành có khối lượng công việc rất lớn, là khối quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị khối thi đua đề ra các mục tiêu cụ thể trong kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua khen thưởng năm 2024. Việc xây dựng các tiêu chí thi đua cần gắn với tình hình thực tế của từng ngành, đơn vị. Trong quá trình thực hiện, cần có sự phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc, tránh hình thức, thường xuyên kiểm điểm, đánh giá các nội dung trong thực hiện phong trào thi đua. Nhằm tập trung lãnh đạo chỉ đạo đảm bảo hiệu lực hiệu quả việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa yêu cầu triển khai một số nội dung quan trọng, trong đó có một số điều chỉnh và lộ trình triển khai các nhiệm vụ. Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng và hoàn thiện dự thảo đề án sắp xếp cụ thể của từng cặp đơn vị hành chính, hoàn thành trước khi tổ chức lấy ý kiến cử tri vào ngày 30 tháng 3 năm 2024. Ủy ban nhân dân cấp xã lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp của địa phương mình hoàn thành đến ngày 20 tháng 4 năm 2024, trường hợp đặc biệt chậm nhất trước ngày 23 tháng 4 năm 2024.
Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua chủ trương sắp xếp của địa phương mình hoàn thành trước ngày 26 tháng 4 năm 2024. Hội đồng Nhân dân cấp huyện thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, hoàn thành trước ngày 5 tháng 5 năm 2024. Ủy ban Nhân dân cấp huyện hoàn thiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, hồ sơ gửi Sở Nội vụ hoàn thành trước ngày 7 tháng 5 năm 2024. Sở Nội vụ tổng hợp hoàn thiện đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn thành trước ngày 10 tháng 5 năm 2024. Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đề án tổng thể ngày 15 tháng 5 năm 2024. Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua đề án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính ngày 25 tháng 5 năm 2024. Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nội vụ thẩm định đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025 trước ngày 1 tháng 6 năm 2024. Đồng thời hoàn thiện dự thảo kế hoạch thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phê duyệt đề án sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh trước ngày 10 tháng 5 năm 2024. Huyện Kim Động có 4 xã trong diện sắp xếp lại gồm xã Thọ Vinh sáp nhập với xã Phú Thịnh thành xã mới có tên Phú Thọ, xã Vũ Xá sáp nhập với xã Nhân La thành xã mới có tên Diên Hồng trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Các xã được sáp nhập đều là những đơn vị hành chính có vị trí địa lý liền kề, có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, truyền thống lịch sử hình thành văn hóa, phong tục tập quán và có giai đoạn từng là một xã. Đồng thời hiện nay, xã Thọ Vinh và Phú Thịnh đều đang phấn đấu trở thành đô thị loại 5 đến năm 2025. Việc sáp nhập xã Thọ Vinh và xã Phú Thịnh là bước chuẩn bị cần thiết cho khu vực dự kiến hình thành đô thị loại 5. Còn đơn vị hành chính mới được hình thành từ hai xã Nhân La và Vũ Xá sau khi sáp nhập sẽ quy hoạch phát triển thành đơn vị hành chính đô thị vì diện tích đất nông nghiệp xung quanh hai xã đều đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Việc thực hiện sáp nhập các đơn vị trên là thuận lợi trong công tác triển khai thực hiện sáp nhập, tạo được sự đồng thuận nhất trí trong nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, Hưng Yên có một số chỉ số cải cách thủ tục hành chính tiếp tục nằm trong top đầu toàn quốc về phục vụ người dân và doanh nghiệp. Sau 2 ngày nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến, hôm nay chị Hoa đến Trung tâm Dịch vụ Hành chính công và Kiểm soát Thủ tục Hành chính tỉnh Hưng Yên để nhận kết quả làm phù hiệu cho xe kinh doanh. Trước đây là mình phải ra tận đây nộp hồ sơ, lấy số xếp hàng đấy. Thì có những ngày rất là đông, đợi cũng lâu ấy, thì từ khi nộp online là rất là tiện. Đến nay Hưng Yên có trên 50% dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh, hay còn gọi là dịch vụ công cấp độ 4. Điều này tạo nhiều thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Em mong muốn là cái thủ tục hành chính của cho các doanh nghiệp được tất cả đều được toàn phần thì sẽ tiết kiệm được về thời gian hơn nữa việc đi lại cho các doanh nghiệp. Mong muốn là có những các cái buổi tập huấn để giúp doanh nghiệp hiểu hơn rõ về các luật hay có các thắc mắc thì được giải quyết. Không chỉ tuyến tỉnh, việc số hóa hồ sơ cũng như cấp dịch vụ công trực tuyến tại các địa phương cũng được quan tâm đẩy mạnh. Chúng tôi trang bị tăng cường cái máy scan và máy tính cho các cái bộ phận một cửa của các xã, thế và có bộ phận chuyên hướng dẫn người dân để cài đặt phần mềm cũng như là vào cái dịch vụ công trực tuyến 34. Khi đến làm thủ tục là có người hướng dẫn chi tiết ngay tại trụ sở. Theo công bố tại Cổng Dịch vụ Công Quốc gia tháng 3 năm 2024, tỉnh Hưng Yên dẫn đầu cả nước về chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực hiện trên môi trường điện tử. Kết quả này tăng 19 bậc so với năm 2023 và 4 bậc so với tháng trước. Chúng tôi cũng trọng tâm vào một số cái nhiệm vụ cụ thể như là tập trung tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, rà soát lại các cái thủ tục hành chính, rồi các cái quy trình thủ tục hành chính theo hướng làm sao mà để giảm bớt lại những cái thành phần hồ sơ không còn cần thiết, giảm cái thời gian để giải quyết thủ tục hành chính, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để làm sao triển khai tốt cái dịch vụ công trực tuyến toàn phần.
Việc đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số với mục tiêu xuyên suốt là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, thông qua việc đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cho hoạt động của chính quyền các cấp. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, phấn đấu tỷ trọng kinh tế số trong ngành nông nghiệp đạt tối thiểu 10%, năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7% vào năm 2025. Đến năm 2030, phấn đấu tỷ trọng kinh tế số đạt tối thiểu 20%, năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7,5%. Đề án cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thám trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng phần mềm quản lý, điều tiết thông tin nguồn nước và bản đồ số về dự báo hạn hán trên địa bàn tỉnh, nâng cấp, mở rộng ứng dụng chương trình OCOP, hỗ trợ một số mô hình chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ xây dựng một số mô hình nông thôn, nông dân số kiểu mẫu. Xác định giáo dục là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, huyện Yên Mỹ đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần hoàn thiện, nâng cao tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Ngoài nâng cao chất lượng giáo dục, từ năm 2023 đến nay, xã Việt Cường tập trung đầu tư xây dựng cả hai cấp học là trường mầm non, trường tiểu học và trung học cơ sở, với gần 40 phòng học, phòng hiệu bộ, phòng chức năng. Trong đó, riêng khối trung học cơ sở đang được đầu tư xây mới hoàn toàn. Việt Cường chú trọng đầu tư xây dựng trường trị giá khoảng gần 100 tỷ đồng. Cơ bản mà cái nguồn đầu tư cho các cái cơ sở hạ tầng giáo dục chủ yếu là bằng nguồn hỗ trợ của các cấp và chủ công là nguồn từ đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở. Do dân số cơ học tăng nên những năm qua trường tiểu học Tân Lập thiếu phòng học, ban giám hiệu nhà trường đã sử dụng phòng chức năng làm phòng học. Khắc phục tình trạng đó, năm 2023, Ủy ban nhân dân xã Tân Lập đã đầu tư kinh phí xây dựng thêm dãy nhà gồm 12 phòng học, góp phần hoàn thiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Sau khi được cái dãy nhà mới này hoàn thiện thì sẽ cơ bản là đáp ứng toàn bộ các phòng học, phòng chức năng, đảm bảo cho nhà trường để thực hiện cái công tác dạy và học. Theo quy định của Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, để đạt tiêu chí về giáo dục thì phải có cơ sở vật chất đạt chuẩn theo quy định. Bởi vậy, các địa phương trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã và đang dành nguồn lực đầu tư nhằm hoàn thành tiêu chí trường học và giáo dục đào tạo trong xây dựng nông thôn mới. Chỉ tính riêng từ năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện có 12 trường xây mới phòng học với tổng số 180 phòng học và gần 70 phòng chức năng. Công tác huấn luyện là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Làm tốt công tác này sẽ giúp các địa phương chủ động trong việc xây dựng thế trận phòng thủ, huy động lực lượng sẵn sàng chiến đấu khi có chiến tranh xảy ra. Đây là buổi huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ cụm 1 huyện Hoài Châu gồm 3 xã Thuần Hưng, Thành Công và Nhuế Dương. Tại buổi huấn luyện, các chiến sĩ dân quân tự vệ được giới thiệu điều lệnh, đội hình đội ngũ và trực tiếp thao tác các tư thế ngắm bắn. Luôn xác định tốt vai trò trách nhiệm cũng như là tham gia huấn luyện chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường cũng như là nội dung huấn luyện, đảm bảo thời gian cũng như là đạt được những cái chất lượng tốt trong công tác huấn luyện, đảm bảo được cái mục đích yêu cầu cũng như là chất lượng để sẵn sàng vận dụng tốt cái địa hình địa vật để tham gia tác chiến cùng với bộ đội khi đất nước xảy ra chiến tranh. Dân quân tự vệ là một trong 3 lực lượng nòng cốt xây dựng thế trận phòng thủ trong thời bình. Khi có chiến tranh xảy ra là lực lượng trực tiếp cầm súng chiến đấu ở địa phương. Vì thế, việc nắm vững kiến thức không chỉ để chủ động mà còn có đủ khả năng trực tiếp giới thiệu, hướng dẫn đến người dân khác khi có chiến tranh xảy ra. Điểm mới trong công tác huấn luyện năm nay là với các chiến sĩ dân quân tự vệ năm thứ nhất là do Ban Chỉ huy Quân sự huyện trực tiếp đảm nhận. Thời gian huấn luyện là 15 ngày. Tổ chức huấn luyện chặt chẽ, uốn nắn từ những động tác đơn giản đến động tác phức tạp và chia nhỏ tập điều, hướng dẫn tỉ mỉ, duy trì kỷ luật nghiêm túc trên thao trường để bảo đảm sau mỗi buổi huấn luyện thì người học sẽ tiếp thu được ngay những cái kiến thức cơ bản ban đầu về kỹ chiến thuật.
Cũng như huyện Khoái Châu, thời điểm này các địa phương khác cũng đang tập trung huấn luyện cho lực lượng này. Thời gian huấn luyện từ nay đến hết tháng 7, sau đó sẽ tiếp tục huấn luyện lực lượng khác như dân quân tự vệ năm thứ 2 đến năm thứ 4, lực lượng dự bị động viên. Thưa quý vị và các bạn, với mức lãi suất hấp dẫn, lại là người quen, bạn bè, anh em trong họ, nhiều người đặt niềm tin cho vay hàng chục tỷ đồng chỉ bằng một tờ giấy viết tay. Chỉ đến khi chủ nợ tuyên bố không còn khả năng chi trả, người ta mới phát hoảng bởi những đồng tiền tích cóp của mình có nguy cơ bị mất trắng, kéo theo hậu quả dây chuyền nặng nề, làm cho cả làng quê rơi vào tình cảnh khốn đốn. Câu chuyện tại xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cử dưới đây là một ví dụ. Chị ơi, làm thế nào bây giờ chị ơi, em sống làm sao được mà bây giờ em làm gì, để em chết đi rồi, chị phá tan thành hết cả cơ nghiệp, sự nghiệp của em chị ơi. Trời ơi, bố thì anh làm sao mà em làm như đột quỵ. Tiếng khóc xé lòng này khiến ai chứng kiến cũng không thể cầm được nước mắt. Là một chủ đại lý kinh doanh vật liệu xây dựng có uy tín, nhưng chỉ vì một phút nhẹ lòng lại tin tưởng người trong họ, nạn nhân đã dốc hết vốn liếng và huy động anh em, họ hàng, bạn bè số tiền khoảng 20 tỷ đồng để đưa cho một người phụ nữ cùng xã với mục đích huy động vốn giúp bà này phát triển kinh tế chăn nuôi. Tiền của em chiêm bay cho chị nó gần 20 tỷ. Nhà em hết cờ, hết nghiệp gia cửa, không còn đất cát gì không. Chị dùng uy tín của em để em đi vay khắp nơi và dùng uy tín của em để chị đi, chị nói với mọi người để chị vay tiền để chị đảo sổ cho nhà em. Sau này cái sự việc nó vỡ lở ra thì em mới biết được chị vay từ Hưng Yên vay về, từ Phố Cao vay xuống. Trận cuối cùng chị viết của em là chị nhờ em vay hộ chị 3 tỷ để chị mua gà lon. Nhưng mà thực tế cái câu chuyện này nó không phải là như thế. Gần 3 tháng nay, khu chợ này vắng vẻ, ít người qua lại. Bởi nhiều tiểu thương và người dân là nạn nhân của vụ việc huy động tiền này đang như ngồi trên đống lửa, không còn tâm trí để buôn bán. Ông Tấn, người cùng xã, quanh năm lao động vất vả để có tiền chăm lo cho gia đình, nhưng cũng nhẹ dạ cho vay số tiền hàng trăm triệu đồng từ năm 2022. Nhà tôi vay cho vay 100 triệu. Bà ấy cũng bảo vợ con tôi là mua cám gà, mình là mua gà con. Nạn nhân trong xã là nhiều lắm, từ Dịch Vũ Hà Đồng đến Thị Giang, kể cả 1 triệu cũng mượn. Bà còn huy động trong dân bằng cái hình thức là vay ké sổ ngân hàng. Cái lượng mà vay ké sổ thì nhiều vô cùng. Người phụ nữ huy động vốn gây ra cảnh khốn đốn cho bao người là bà Nguyễn Thị Thúy Hiền ở xã Nguyên Hòa. Lâu nay bà Hiền là người nổi tiếng trong làm ăn, không chỉ là một chủ trang trại chăn nuôi gia cầm. Bà còn được biết đến là người chuyên về dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Tin tưởng bà Hiền, hàng chục người dân trên địa bàn xã và một số xã lân cận cho bà này vay tiền. Người ít thì một vài triệu, người nhiều thì lên tới hàng chục tỷ đồng. Cuối năm 2023, bà Hiền bỗng dưng đi khỏi địa phương gần một tháng và bóng gió tuyên bố mất khả năng trả nợ do làm ăn thua lỗ. Rất đông nạn nhân đã đến nhà bà Hiền để mong lấy lại số tiền nhưng không có kết quả. Họ cũng đã làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền đề nghị vào cuộc làm rõ bà Hiền vỡ nợ thực sự hay chỉ là chiêu trò. Đây cũng là vụ việc thứ hai xảy ra trên địa bàn huyện Phù Cử. Năm 2023, một vụ việc tương tự xảy ra ở xã Nhật Quang khiến hàng chục nạn nhân trắng tay. Liên quan đến vụ việc này, các nạn nhân có đơn tố giác tội phạm gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên và các cơ quan chức năng của tỉnh. Diễn biến tiếp theo của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và thông tin trong các chương trình thời sự sau. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 18 giờ chiều qua ngày 24 tháng 3, tại đường liên xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một thanh niên tử vong tại chỗ. Vào thời điểm trên, một nam thanh niên điều khiển xe mô tô theo hướng từ thôn Vương Chủ sang thôn Nam Mẫu. Khi đi đến đoạn nghĩa trang thôn Nam Mẫu đã đâm trực diện vào một máy xúc đang hoạt động bên đường. Được biết, máy xúc là do một hộ dân thuê của cá nhân khác để dọn dẹp khu vườn của gia đình. Hiện nay, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, hệ thống đường giao thông nông thôn rất tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông. Nên người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông đường bộ, không phóng nhanh vượt ẩu. Đối với đơn vị thi công cần có biển báo hạn chế tốc độ từ xa để tránh những tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.